Thị xã Bến Cát đã hoàn thành và trình bộ đội vụ thẩm định đề án thành lập phường An Điền, phường An Tây, thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Thị xã Bến Cát có hệ thống giao thông phát triển, kết nối thông suốt, đồng bộ với các tuyến đường trọng điểm đi qua như Đại lộ Bình Dương, DT741, DT744, đường Mỹ Phước Tân Vạn, đường vành đai 4 và hệ thống các tuyến đường nội ô, tạo điều kiện để thị xã dễ dàng kết nối các khu công nghiệp, đô thị phía Nam của tỉnh, đồng thời kết nối với thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên. Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, thị xã Bến Cát đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Trên địa bàn có gần 6.000 dự án đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn đạt hai con số. Năm 2022, tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%. Năm 2018, Bến Cát đã được công nhận đô thị loại 3 với 57 trên 59 tiêu chí vượt số điểm tối thiểu. Phát huy kết quả đạt được, Bến Cát nỗ lực để đạt tiêu chí tiêu chuẩn đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, Bến Cát đã hoàn thành và trình bộ nội vụ thẩm định đề án thành lập phường An Điền, phường An Tây, thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Chúng tôi quy hoạch các cái khu vực phát triển đô thị để kêu gọi để phát triển cái khu vực đây là một trong những cái khu vực có có cái quy hoạch tốt để tạo một cái diện mạo đô thị của Bến Cát trong cái thời gian tới là đáp ứng với cái yêu cầu phát triển của 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 tỉnh nói chung và của thị xã Bến Cát nói riêng. Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát năm 2040 đã định hướng đô thị Bến Cát đến năm 2030 là đô thị công nghiệp dịch vụ, đến năm 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp dịch vụ, đầu mối giao thông, trong đó công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp sạch, có công nghệ cao do đó việc thành lập thành phố bến cát trực thuộc tỉnh sẽ phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh đưa bến cát trở thành đô thị trung tâm của bình dương tạo thuận lợi trong sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội phát triển đúng định hướng quy hoạch đề ra